Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 5 người thoát chết trốn trong rừng Pháp, 39 xác lạnh vì đi tuyến đầu. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất đau thương, đó là việc 39 người rất trẻ đã bị đông cứng và chết trong container lạnh khi đi từ Bỉ sang Anh và họ đi tìm đường để mưu sinh. Và nhóm điều tra vừa phát hiện ra 5 người Việt Nam đến từ Hà Tĩnh đang trốn trong một khu rừng ở Pháp và cũng chuẩn bị đi trong những chuyến như vậy. Và đây là hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ cho các bạn biết về cái thông tin của những cái người đang ở trong rừng của Pháp, và có thể những người này sẽ có liên hệ rất chặt chẽ với cả nhóm đã đi trước và họ cũng cùng cái quê hương của họ, đó là Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, được ghi nhận tại khu rừng tại Pháp, nơi những người di cư Việt Nam được tìm thấy đang luẩn quẩn quanh một khu cắm trại tạm thời khi họ đang đợi để đến Vương quốc Anh. Và nếu để gần lại, các bạn thấy rất rõ là khu trại này rất tạm bợ vì không có nhà, đây chỉ là những cái bạt họ căng ra và họ phải ở như vậy ở trong cái khu rừng đấy. Và một số thông tin đã đăng trên báo chí quốc tế ghi rất rõ với những cái chia sẻ của những người Việt Nam đến từ miền Trung này, họ nói rằng chúng tôi không muốn chết bên trong một cái trại của người Việt nằm ẩn trong rừng ở Pháp, nơi những người di cư đang rất sợ hãi. Họ đã ở đây được ít hôm và phải trả tới 30.000 bảng để đưa lậu vào Vương quốc Anh. Hình ảnh chứng kiến được là họ đang phải ở trong một túp lều tạm bợ trong một khu rừng đầy bùn. Những người đàn ông này đang chờ cơ hội đến một cuộc sống mới. Những người di cư Việt Nam này hy vọng một người đàn ông sẽ đến để tiếp và đón họ và thực hiện lời hứa là đưa họ đến Anh. Và để gần lại các bạn một lần nữa, các bạn thấy là đây là những cái người mà Việt Nam có lẽ đang sống rất khổ ở trong khu rừng này. Và thông tin này được đăng tải vào ngày hôm nay 27 tháng 10 năm 2019 tại một trang báo rất uy tín lớn hàng đầu tại Anh. Và trong cái cuộc điều tra đó, họ đã thấy dường như có cái mối liên hệ giữa những cái người đã đi trong những cái đợt trước và những cái người này. Và bởi vì bản thân những người Việt Nam ở đây họ đã cung cấp cái điều đó. Và đây là bài báo đó tại Anh đã đăng tải rất kỹ và chi tiết về cái hoạt động của những cái người này. Và đây là những cái người mà không được đi trong cái nhóm trước đó đã đi, và cũng có lẽ vì vậy mà họ đã may mắn thoát chết trong cái lần đi trước. Và đây là những cái người phải đợi cho chuyến đi sau đến Anh trong chuyến ô tô với 3 chiếc xe tải đã đi trước đó, chở khoảng hơn 100 người sang bên Anh. Và trong đó thì có một xe đông lạnh đã làm chết 39 người. Và trong cái chuyến xe này thì có những lời nhắn gửi đã gửi ra, và những cái người hiện nay đang còn ở bên Pháp ở trong khu rừng này, họ đã biết được điều đó. Và vì những cái người đi trước đã dường như là gặp tai nạn rất kinh khủng. Và đây là những cái chia sẻ mà chắc chắn các bạn cũng đã thấy trên hình ảnh của trang truyền thông trong và ngoài nước, đó là việc Phạm Thị Trà My gửi tin nhắn cho gia đình nói cô không thở được. Cô nói rằng con xin lỗi bố mẹ nhiều, mẹ ơi, con đường đi nước ngoài không thành, mẹ ơi, con thương bố mẹ nhiều, con chết vì không thể thở được. Con ở Việt Nam và mẹ ơi, con xin lỗi bố mẹ, mẹ ơi. Tức là cô rất thảm thiết và thống thiết. Đây là những cái điều chia sẻ thực sự là đau lòng, và ngay cả những người bạn bè quốc tế ở bên Đức và những cái nơi ở đây, họ cũng đã phải đến chia buồn rất nhiều vì cái việc này. Và sắp tới đây chắc chắn là sẽ có những cái kiểm tra kiểm soát rất nhiều, và những cái người Việt Nam chưa sang được Anh đang ở bên Pháp như chúng tôi vừa chia sẻ thì chắc chắn cảnh sát họ sẽ có những cái biện pháp tới đây chặt chẽ hơn. Và một người khác có tên là Nguyễn Đình Lượng cũng bị cho rằng đã chết trong cùng chuyến đi đó. Đây là hình ảnh rất trẻ trung của anh Lượng, 20 tuổi, đã được người thân hỏi xem có trong số nạn nhân đã chết trong chiếc xe đông lạnh ở Ách Sẻ hay không. Liên quan đến vụ việc thì có hai gia đình khác từ Việt Nam đã liên hệ và hỏi người nhà, một người là 26 tuổi và một người phụ nữ 19 tuổi. Và đây là hình ảnh cũng đã được chia sẻ trên một số trang trong nước và quốc tế về những cái thanh niên rất trẻ của Việt Nam này đã phải chết trên con đường đi tìm cái cuộc sống của mình. Và cái chết của họ rất đau đớn và thê thảm. Đây là cái chia sẻ thông tin thêm của một nguồn tin giấu tên nói với tờ Miro rằng khi mở cửa container ra thì nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau.
các nạn nhân có lẽ đã tử vong khoảng 3 đến 4 giờ trước. Họ cũng phát hiện máu xung quanh một số thi thể và trên sàn container. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa, họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để kêu cứu. Các nạn nhân mặc ít quần áo, nguồn tin nói thêm. Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân không có hàng hóa gì trong container cả. Và đây là hình cảnh sát Anh đang khám nghiệm chiếc xe đông lạnh cùng 39 xác chết hôm 24 tháng 10 vừa qua. Và điều này đang gây một làn sóng phẫn nộ rất lớn của cộng đồng người Việt Nam tại trong và ngoài nước, đặc biệt ở Đức và Anh và Pháp, bởi vì cái sự dã man của những cái kẻ buôn người đã đẩy rất nhiều thanh niên được cho rằng từ Việt Nam vào cái chết rất đau khổ như vậy. Và những người Việt Nam đến từ Nghệ Tĩnh còn lại rất hoảng loạn khi nhận được thông tin 39 người đồng hương của mình đã chết cóng trong xe đông lạnh, và họ chia sẻ thêm thông tin khi gặp phóng viên điều tra như sau. Đây là bản đồ nơi mà số 5 người này đang còn ở. Đây là hình ảnh nơi những người Việt Nam đang lẩn trốn trong rừng tại Pháp để chờ lên xe tiếp tục sang Anh. Họ đã chi ra khoảng 25.000 bảng Anh, tương đương khoảng 750 triệu đồng Việt Nam để có được điều này, tức là đến đây. Từ Trung Quốc, họ đã đi 6.000 dặm đầu tiên vào Đức trước khi cuối cùng họ đã được đưa tới Pháp, nơi mà họ đã bị bỏ lại trong một khu rừng tăm tối đầy bùn tại vùng Bethune. Tức là hiện nay, ngay thời điểm này, ngay giờ này thì 5 người này vẫn đang còn ở trong khu rừng này và rất lạnh. Hiện tại họ phải chờ phần mạo hiểm nhất của hành trình, bằng cách nào đó được vào Vương quốc Anh. Nhóm 13 người tiết lộ họ rất sợ hãi khi được biết 39 thi thể được tìm thấy trong một thùng chứa đóng băng, với những người đàn ông và phụ nữ được tìm thấy trong cùng cái bàn tay dính máu va đập vào thành xe đông lạnh. Vậy là trong cái nhóm này tổng cộng nó còn 13 người nữa. Và nếu những gia đình nào có thể bị mất tích thân nhân mà chưa liên hệ được, thì may ra thì cũng có thể là một trong 13 người này là thân nhân của họ. Và điều đó cũng có thể là may mắn, vì những cái nhóm này là chưa lên xe và chưa kịp lên xe và đang phải rớt lại, thì cuối cùng có lẽ họ đã may mắn thoát chết. Thì trong cái khu rừng này có 13 người. Và tôi xin để lại gần nữa cái hình ảnh cái khu vực mà họ đang ở một cái nơi trong cái khu rừng tại Pháp. Và đây là cái nhóm mà đang đợi để đi tiếp, nhưng mà họ rất hoảng loạn. Và chắc chắn rằng trong thời gian một vài ngày tới thì sẽ có những thông tin chi tiết hơn để đối với những người thân nhân này. Những người Nghệ Tĩnh này đã phải vay mượn rất nhiều tiền để ra đi, mặc dù biết có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng họ vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình. Và họ cũng đã tâm sự với phóng viên điều tra và cho biết thêm như sau. Đây là hình ảnh của họ trong khu lều của họ. Và ngay cái thời giờ này, ngay cái lúc này, họ vẫn đang ở như vậy. Đây là ảnh nơi những người Việt Nam đang lẩn trốn trong rừng tại Pháp để chờ lên xe đưa sang Anh. Họ đã rất sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng vẫn phải cố tiếp tục con đường của mình đã định. Những người Việt Nam này nói họ đã đi quá xa để có thể quay lại. Đức, một cái người thanh niên tên là Đức, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hà Tĩnh, nói: "Tất nhiên tất cả chúng tôi đều sợ hãi. Chúng tôi đã nghe những gì đã xảy ra với những người khác trong chiếc xe đông lạnh đó. Nhưng chúng tôi đã đi quá xa để đến mức này và rất gần nước Anh nên không thể dừng lại. Chúng tôi đã phải vượt qua và bằng cách này hay cách khác và sẽ vẫn phải tiếp tục đi tiếp." Anh Đức nói. "Chúng tôi ở đây chưa đầy một tháng. Một vài tuần trước, một người đàn ông Pakistan đã đến và đưa một số người trong chúng tôi đi. Anh ấy nói anh ấy sẽ trở lại, nhưng chúng tôi chưa gặp anh ấy kể từ đó. Tôi hy vọng anh ấy sẽ đến đón chúng tôi sớm trước khi trời trở lạnh." Và để gần lại, các bạn sẽ thấy là khu lều này rất đơn giản, căng bạt để sống trong rừng như vậy. Và có một người tên là Đức đã nói tên của anh ta, và anh ta ở Hà Tĩnh. Thì có thể là một trong 13 người này thân nhân có thể ở Việt Nam, phải cần kiểm tra sớm để có thể xác nhận, vì có thể là họ trong cái số người mà bị mất tích vừa rồi đã được báo, nhưng mà thực sự họ chưa chết và họ vẫn đang ở Pháp và trong khu rừng. Họ đã bàn nhau sẽ không chui vào xe đông lạnh nữa, mà chỉ trốn trong thùng xe tải hoặc container thông thường mà thôi. Và những người này cũng đã chia sẻ thông tin đó. Và đây là hình cái đống củi những người Việt Nam, 13 người Việt Nam này đang ở và đang dùng để sưởi ấm và dành và nấu ăn tại Pháp. Họ đã phải trả rất nhiều tiền để đến được đây. Và một người Việt Nam trong nhóm này cho biết thêm: "Có một điều chắc chắn, tôi sẽ không chui vào bên trong thùng xe đông lạnh nữa. Nó rất lạnh,
Tôi chấp nhận ngồi trong một container hoặc thùng xe bình tải bình thường. Tôi không muốn chết, ông nói. Bây giờ, họ đang chờ đợi ông chủ băng đảng, một người đàn ông Pakistan, sẽ đến thông báo không báo trước và đưa họ đến một điểm hẹn bí mật nào đó để sang Anh. Cái trại mà người Việt Nam này đang ở Bethune được biết đến bởi một con đường quanh co lầy lội xuyên qua khu rừng xung quanh đầy rác rưởi. Đây là cái miêu tả của phóng viên khi họ đến họ điều tra ngày hôm nay đăng tin. Khi đến thăm trại, một chảo nước đang sôi trên lửa khói và cả nhóm đang chuẩn bị một bữa ăn tối với cơm và nấm, tức là họ nấu cơm và nấm ăn ở đây. Để gần lại, các bạn đã thấy những cái khúc củi này đang nằm ở đây và để dùng để nấu và để dùng để sưởi. Nhưng nếu một nhiệt độ mùa đông ở bên Pháp, ở Đức và các nơi khác, khi nó xuống đến âm 20 độ, âm 30 độ, thậm chí hơn nữa, thì những cái lều và những cái củi này đốt thì không có tác dụng gì cả. Và đây là cái điều rất nguy hiểm cho những người Việt Nam đang chuẩn bị sang Anh và họ có thể gặp những cái điều bất chắc. Những người Việt Nam này đã nói người nhà của họ đã vay rất nhiều tiền để họ có thể đến được ở đây và họ hy vọng khi sang tới Anh thì sẽ có tìm được việc làm và chia sẻ thêm như sau. Đây là hình của những cái người Việt Nam, 13 người Việt Nam và đây tất nhiên trên màn hình này thì chỉ có ảnh chụp 5 người mà thôi và những người thân của tại Việt Nam cố gắng xác minh họ. Đây là hình ảnh những người Việt Nam đang chuẩn bị một bữa cơm tối tại nơi lẩn trốn trong vùng khu rừng ở Pháp. Một người đàn ông Việt Nam khác, người từ chối cho biết tên, nói gia đình tôi đã trả tiền cho ai đó và họ đã đưa tôi đến đây. Khi tới Anh, người dân ở đó sẽ kiếm cho tôi công việc. Thật đáng sợ khi bạn nghĩ điều đó xảy ra, nhưng đó là cơ hội mà bạn nắm bắt và tôi sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình. Anh nói khi biết tin là chiếc xe đi trước gồm có 39 người đã gặp nạn với việc 39 nạn nhân đã chết. Phóng viên điều tra cho biết thêm, trong trại nhỏ được tạo thành từ những chiếc lều tạm thời chứa đầy túi ngủ và chăn ở khu vực trong rừng Pháp, người di cư vẫn phụ thuộc nhiều vào những kẻ buôn người, tức là họ vẫn phải đợi những kẻ buôn người đó đến đó đi. Họ tin rằng họ sẽ được đưa vào xe tải ở những vị trí gần đó trước khi được lái xe trở về biển phía bắc của Calais. Từ đó họ lên phà tới Dover hoặc Aerotune đến Folkestone, trong đó có những người khác đi qua Bỉ và cảng Seabrook cách đó 90 phút. Và để gần lại thì các bạn có thể thấy hình ảnh của những người đang ngồi đây. Tất nhiên mặt thì họ cũng không chụp thẳng cho nên chúng tôi không có thể cung cấp được khuôn mặt. Nhưng đây là những 13 người Việt Nam còn lại, có lẽ là họ đã may mắn thoát chết trong chuyến xe trước. Nhưng bây giờ họ vẫn phải tiếp tục ở trong khu lều trong rừng này để đợi tiếp tục đi. Và những người đàn ông từ Nghệ Tĩnh nói khi đến sang đến Anh thì họ sẵn sàng làm mọi việc để có tiền trả nợ. Và họ chia sẻ thêm như sau. Đây là hình ảnh của họ. Đấy. Người đàn ông Việt Nam có tên là Đức nói thêm, tôi cần tìm việc để tôi có thể trả nợ cho gia đình số tiền đã chi cho những kẻ buôn người. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì tôi có thể, tôi có sức khỏe và khỏe mạnh. Hôm qua, thông tin cho biết đã có hơn 100 người được chở trên 3 chiếc xe tải vào Anh. Ngoài chiếc xe đông lạnh với 39 xác chết, thì 2 chiếc xe kia có vẻ đã đi chót lọt đến những điểm chưa xác định. Những người Việt Nam này vẫn đang trốn trong khu rừng tăm tối của Pháp. Họ vẫn cố đợi để đi tiếp chuyến xe sau sang Anh. Và qua những thông tin trên, chúng ta thấy vì đâu mà những người dân Việt Nam phải chấp nhận mất rất nhiều tiền và đánh đổi cả mạng sống của mình để bỏ đất nước ra đi, tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Anh Quốc, một nước dân chủ tự do của phương Tây. Vẫn với cách mạo hiểm này thì sẽ còn rất nhiều container chở đầy xác chết của người dân Việt Nam sẽ xuất hiện trong thời gian tới và điều đó khó tránh khỏi. Chỉ có cách vứt bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam để xây dựng một đất nước tự do và dân chủ như Anh Quốc thì mới có thể chấm dứt được nạn buôn người dã man này. Có như vậy thì những thanh niên Việt Nam không còn phải nhận những cái chết oan uổng và kinh hoàng sẽ diễn ra trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cũng như cho chúng tôi biết những thông tin để chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp và phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Trung Khoa Thời báo .d từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Chào các bạn.